Từ cuối năm ngoái đến nay thì trên địa bàn của huyện Con Plong của tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra các trận động đất với mức độ và cường độ ngày một lớn hơn. Điều này đã gây nên tâm lý hoang mang không chỉ cho người dân trong khu vực tâm chấn của động đất mà còn của rất nhiều người dân sống dưới hạ du của các hồ chứa thủy điện. Mặc dù các công trình hồ chứa này được xây dựng kiên cố, có sức chống chịu với cường độ động đất cao hơn rất nhiều, cộng với việc tuân thủ quy trình vận hành đảm bảo an toàn, nhưng mà người dân ở khu vực này thì vẫn hết sức lo lắng cho sinh mệnh của bản thân mình. Sinh sống đã hàng chục năm bên cạnh dòng sông Đắc Nghé, nhưng chưa bao giờ hàng trăm hộ dân của thôn 3 xã Tân Lập, huyện Con Rẫy lại cảm thấy bất an như lúc này. Nỗi lo của người dân khu vực này là có cơ sở khi hồ chứa của thủy điện Thượng Kon Tum nằm phía thượng nguồn, kể từ khi tích nước luôn là tâm điểm của các vụ rung chấn vì động đất diễn ra trong thời gian gần đây với tần suất và cường độ ngày một lớn hơn. Nếu như mà nó trên kia mà nó động đất mà nó có ảnh hưởng gì mà nó xả nước xuống hoặc là nước lũ nó trôi xuống ấy thì bà con ở đây là vùng đây là ngập hết luôn. Thường thường là chả lũ nó đã ngập rồi. Đấy. Thì là không biết là sống như thế nào. Tuy những trận động đất gần đây được đánh giá là động đất ở cấp độ nhẹ và trung bình thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, không ảnh hưởng nặng đến hạ tầng nhà cửa, công trình, nhưng việc xảy ra động đất liên tục cũng đã khiến người dân lo ngại, bất an. Các nhà máy thủy điện tại khu vực này cũng đã liên tục rà soát nhằm phát hiện bất thường để theo dõi cảnh báo sớm, cùng với đó là thực hiện nghiêm quy trình vận hành đối với các hồ chứa này. Tuân thủ nghiêm quy trình liên hồ chứa trên sông Sê San và quy trình vận hành hồ Thượng Kon Tum do Bộ Công Thương phê duyệt, cũng như là thực hiện các cái chế độ quan trắc theo đúng cái nghị định 114 và các cái quy định cũng như chỉ đạo khác của Trung ương với địa phương. Việc tích nước lòng hồ thì qua theo dõi giám sát thì họ tuân thủ cái ý kiến chỉ đạo là không có tích trữ theo tối đa theo công suất của dung tích hồ. Cái thứ hai nữa là đề nghị họ tăng đẩy nhanh cái việc lắp ráp các trạm quan trắc. Thì hiện nay là một số các cái điều kiện để lắp ráp cái thiết bị này thì cũng đã họ đã hoàn thành. Chính quyền địa phương và các đơn vị vận hành các hồ chứa tại khu vực được xác định là tâm chấn trong các trận động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn ra trong thời gian gần đây đã và đang tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn các công trình hồ đập, nhưng điều đó chưa thể làm vơi đi nỗi lo của người dân sống trên địa bàn khi liên tục chứng kiến những rung chấn ngày một nhiều hơn. Điều họ mong muốn lúc này là các cơ quan chức năng cần sớm tìm ra tác nhân nào gây ra động đất kích thích, cũng như đề xuất giải pháp triệt để cho vấn đề này.